Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Tam Nguyên. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui khi được gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trong video lần này với chủ đề đó là phương pháp ứng dụng phong thủy để tăng vượng khí cũng như là tài lộc cho bản thân thần tài. Quý vị thân mến, người Việt Nam ta thì có câu đó là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Có thể nói rằng truyền thống thờ phụng tổ tiên, thờ phụng thần tài thì nó đã có cách đây hàng ngàn năm. Và đặc biệt đó là thờ cúng thần tài để mà xin tài lộc may mắn cho công việc cũng như là cuộc sống thì được rất là nhiều người dân quan tâm. Tuy nhiên thì thờ cúng như thế nào và để mà đạt được kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất thì nhiều người vẫn chưa thực sự biết. Chính vì vậy nên là trong video này thì Phong Thủy Tam Nguyên hy vọng rằng có thể cung cấp cho quý cô chú anh chị và các bạn những thông tin hữu ích nhất để mà mình có thêm những cái kiến thức trong việc áp dụng cho cuộc sống hàng ngày. Và trong quá trình mà mình xem video, nếu như mà có bất kỳ thắc mắc nào thì quý cô chú anh chị và các bạn hoàn toàn có thể để lại ở phía dưới phần comment với cú pháp đó là họ tên, số điện thoại liên hệ cũng như là một số những ý kiến thắc mắc, hoặc là gọi về ngay hotline của chương trình 1900 2292 để được đội ngũ các trợ lý của thầy Tam Nguyên tư vấn một cách rõ nhất và chính xác nhất. Và ngay bây giờ thì xin giới thiệu với quý cô chú anh chị và các bạn một nhân vật có thể nói là rất là quen thuộc đối với mỗi video của chúng ta rồi, đúng không ạ? Xin được giới thiệu anh Đức Trung ạ. Vâng, xin chào bạn MC Diện Đàm cũng như xin kính chào các cô chú chị và các bạn. Trong video này thì hy vọng rằng chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy của chúng ta sẽ có thể đưa ra những cái lời khuyên cũng như là một số những cái thông tin hữu ích cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Anh Trung ơi, ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta đó là một số những cái phương pháp ứng dụng phong thủy để tăng vượng khí cũng như là tài lộc cho bàn thờ thần tài ạ. Thì đối với người Việt Nam, cái việc mà mình thờ phụng, mình không nói về thờ phụng gia tiên tiền tổ nữa, thì mình thờ phụng thần tài nó đã là một cái gì đó rất là quan trọng rồi, đúng không ạ? Và không chỉ là trong gia đình mà còn trong kinh doanh, buôn bán. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về cái tầm quan trọng của việc thờ phụng này đối với chúng ta ạ? Đối với cái mong muốn của mỗi cá nhân cũng như là bất cứ ai khi mà trong cuộc sống thì đều mong muốn về cái sự may mắn, đúng không nhỉ? Hòa hợp gia đạo hay là về yếu tố về tiền tài. Đặc biệt là những ai mà làm trong lĩnh vực kinh doanh thì lại càng mong muốn điều này. Đây là một trong những mong cầu đúng của bất cứ ai, đúng không ạ? Mong muốn cho cuộc sống mà. Thì trong cái việc mà ứng dụng phong thủy để đáp ứng cái điều này thì chúng ta có thể một trong những cách đó là chúng ta sử dụng cái việc chúng ta chiêu tài thông qua ban thần tài. Đó, thì người ta nói rằng là đất có thổ công mà sông thì có hà bá, đúng không? Do vậy là bất cứ mảnh đất nào hay trạch địa nào thì đều có thổ công thổ thần ở cai quản khu vực đó. Thì cái việc mà gia chủ mà thờ tự ban thần tài thì đấy chính là cách mà chúng ta giữ cái linh khí của thần linh thổ địa tại cái nơi đó. Và đặc biệt rằng là cái quan niệm về tài lộc, mong cầu tài lộc thì ai cũng mong muốn. Do vậy rằng là thổ địa và thần tài luôn là những vị thần mà đi cùng với nhau để mà cai quản về yếu tố về thổ địa, đất đai cũng như về yếu tố về tài lộc tại cái khu vực đó cho gia chủ. Và nếu như gia chủ là người am hiểu về phong thủy cũng như biết cách ứng dụng cái yếu tố về thờ tự tâm linh cũng như ứng dụng phong thủy thật tốt thì cái việc này nó sẽ phát huy công hiệu rất là hay để giúp cho cái quá trình buôn may bán đắt cũng như là cuộc sống có thể tốt hơn, thuận lợi hơn. Vậy thì một số những cái nguyên tắc khi mà mình thờ phụng bàn thờ thần tài ạ, chẳng hạn như là về cái việc chúng ta thờ cúng vào thời điểm nào, hay là những cái đối tượng chẳng hạn như là kinh doanh thì nên thờ phụng như thế nào? Cái việc mà thờ bàn thờ thần tài thì thực tế nó cũng không phải căn cứ vào, không phải gò ép theo yếu tố là tuổi hay tôn giáo hay là hay là làm công việc gì đâu. Nhiều người thì đặt ra câu hỏi với Phong Thủy Tam Nguyên hay đặt câu hỏi với chúng tôi rằng là em sinh năm tuổi đứng đây thì có thờ thần tài được không, hay em làm công việc này thì em có thờ thần tài được không. Thì thực tế rằng là cái việc thờ thần tài thì nó không phải phụ thuộc vào tuổi hay là công việc, là ai cũng có thể là thờ được. Có thể thờ tại không gian nhà mình hoặc là tại nơi kinh doanh. Kể cả nhà thổ cư, nhà chung cư hay đều có thể thờ tự được. Đấy, thì cái việc này thì nó cũng không có phụ thuộc vào những yếu tố trên. Quan trọng một điều là khi mà chúng ta đã xác định thờ tự thì phải làm cho nó chuẩn chỉnh và đến nơi đến chốn. Ví dụ chẳng hạn, Đức Trung thấy một số gia chủ là thờ tự thì rất là đơn sơ, rất là sơ sài. Thậm chí là ban thờ thì cũng không có mua ban thờ gỗ mà là xây lên bằng bê tông, rồi là sử dụng các cái loại đá hoa, thậm chí là chát gạch, nó rất là sơ sài, rất là đơn sơ. Khiến cho cái việc nó nhìn vào cái ban thờ nó tiêu điều, hoang tàn quá. Nó không có thể hiện một cái sự trang trọng ở đây. Đấy, thì bản thân chúng ta, nếu mà bản thân chúng ta là các vị thần, chúng ta không muốn ở đấy, huống chi là bất cứ ai, đúng không? Do vậy là đã thờ thì phải đúng cái nguyên tắc.
rồi là cũng có một số các gia chủ để sử dụng bằng gương, bằng kính để mà tạo lên cái bức vách để thờ tự, thì cơ bản là nó bị phản sắc khí thì nó cũng không có tốt, để vô tình lại dẫn tà ma ngã quỷ vào đó. Thì cái điều này thì một số gia chủ cũng cần phải lưu tâm, hay là một số gia chủ cũng sai lầm trong cái việc lựa chọn cái vị trí đặt để. Đơn giản nhất là cứ để ban thờ chết chết chéo chéo, nhìn theo mấy cái hướng kiểu thấy là nó thoáng là được rồi ấy. Không chỉ là thoáng, thoáng thì đã tốt, nhưng mà ở đây thì còn đặt ban thờ là nhìn chéo chéo ra cửa để mà, thì như vậy bạn có thể thấy rằng là cái lưng nó sẽ tạo ra một cái góc chéo, đúng không? Và nó không có bị, không có được tựa sát vào tường. Lưng nó tạo góc chéo để lấy hướng mà, bởi vì là cứ quan niệm là hướng sinh khí rồi duyên niên phục vị, trong cái đó là phong thủy cao cấp thì không có xét đến cái kiến thức này. Tức là những cái vị gia chủ đó thì thực sự là cũng chưa có quá nhiều kiến thức, đúng không anh? Vâng. Và một trong những cái thắc mắc mà chương trình nhận được nhiều nhất từ phía các bạn khán giả gửi về đó là mình nên làm như thế nào, và liệu rằng anh Trung có thể chia sẻ cho chúng em về một số những cái nguyên tắc khi mà xác định phương vị của việc đặt bàn thờ thần tài, đúng không ạ? Rồi, chính xác. Cái việc mà xác định cái vị trí đặt bàn thờ thần tài, đây là một trong những điều quan trọng. Trong phong thủy chính phái thì người ta có nhắc đến cái khái niệm đó là nhất vị nhị hướng, thì đây là một trong những cái quan niệm bất thành văn rồi. Tức là quan trọng nhất đầu tiên là vị trí, rồi sau đó mới đến hướng. Đấy. Rồi là cái yếu tố rằng là những cái vị trí này nó phải đảm bảo những cái nguyên tắc quan trọng. Đấy. Kể cả hướng thế. Hướng thì dĩ nhiên chúng ta không bao giờ xét theo những cái quan điểm như là hướng ngũ quỷ, tuyệt mệnh họa hại hay lục sát, đấy là những hướng xấu, hay là mấy hướng tốt như là sinh khí, diên niên, rồi là thiên y phục vị. Những cái quan điểm này thuộc về trường phái bát trạch, thì đến bây giờ thì các mệnh sư mà nghiên cứu về phong thủy cao cấp cũng như là các trường phái lớn thì không có ứng dụng bát trạch trong cái việc nghiên cứu cả về dương cơ hay âm phần. Do vậy là bát trạch là cái việc mà chúng ta nghiên cứu để biết, chứ không có cái tính ứng dụng. Thì cái việc này thì Đức Trung và Thầy Tam Nguyên cũng đã trao đổi và phản bác rất nhiều lần các cái ý kiến của các thầy phong thủy mà mới nghiên cứu sơ khai về phong thủy hoặc là mới đọc dăm ba cuốn sách, thì việc này không ứng dụng được. Các gia chủ cũng cần phải chú ý cái việc mà người ta nói nhất vị nhị hướng, là chúng ta cần phải xác định những cái vị trí quan trọng. Một là các vị trí mà theo cái trạch nhân của trạch khí của ngôi nhà, tức là theo yếu tố về tọa hướng tìm ra các vị trí quan trọng. Hai là xác định theo yếu tố về nhân khí, tức là về con người, đấy. Tức là ví dụ có những vị trí phương tài lộc của phương quý nhân mà Đức Trung cũng đã chia sẻ đến các cô chú chị trong những video trước đấy, đúng không? Chính xác, chúng ta sẽ xác định được cái phương tài lộc của phương quý nhân của cái người đấy chúng ta đặt vào. Còn đơn giản nhất thì chúng ta thấy rằng là cái cách đặt mà chúng ta vẫn thường sử dụng vì cái cửa ở đây, thì tôi sẽ đặt ban thờ phía bên này, lưng tựa vào đây mà nhìn thẳng ra, hoặc tôi đặt phía bên này, lưng tựa đây mà nhìn thẳng ra, hoặc cũng có thể là đặt cái ban thờ lưng tựa vững vào một cái phần tựa vững và sau đó mặt nhìn ra phía hướng nhà. Thì đây là ba cái cách đặt nó đơn giản nhất và nó cũng vẫn đảm bảo được những cái nguyên tắc cơ bản trong phong thủy. Còn dĩ nhiên là xét xa hơn, chúng ta cần phải xét xem là phần tọa đấy phía đằng sau hoặc phía trước, phía trên, trước sau, trái phải, trên dưới của ban thờ là cái gì. Không thể nào mà phía bên trên là cái nhà vệ sinh, thẳng trục bên dưới chúng ta đặt ban thờ được. Thì điều này gia chủ cần phải tránh, mà khuyên rằng là nên có cái sự tư vấn trực tiếp trên cái bản vẽ thì nó, hoặc là khảo sát trực tiếp sẽ tốt hơn. Vậy vừa rồi là một số những cái lưu ý khi mà chúng ta xác định phương vị, đúng không ạ? Về có hai yếu tố chính, đúng không ạ? Một là về cái bản thân của gia chủ, của những cái người mà chủ của cái nơi kinh doanh đấy. Chính xác. Còn thứ hai là về cái vị trí, cái tọa hướng, đúng không ạ? Đúng, chính xác. Ok. Vậy thì về còn cái việc mình trang trí cũng như là những cái vật phẩm khi mà mình đặt lên bàn thờ thì sao ạ? Lại cái việc trang trí của cái không gian bàn thờ, khi mà xác định được cái vị trí là bàn thờ rồi thì chúng ta phải nhắc đến câu chuyện tiếp theo, đó là cái nguyên tắc bài trí như thế nào. Nguyên tắc bài trí như thế nào thì một số những nguyên tắc bài trí cơ bản giống như là một số những cái bức hình mà các anh cô chú chị có thể nhìn thấy trên video. Chúng ta thấy có thể so sánh được ngay những cái ban thờ mà được bài trí một cách rất là sơ khai, rất là đơn sơ, cũng như là thậm chí rất là tuần toàn, thì chúng ta không nên làm theo cách đấy. Chúng ta đã làm phải nó chuẩn chỉnh hơn. Và cũng tương tự, các cô chú chị cũng có thể thấy những hình ảnh mà ban thờ có rất nhiều những cái sự chỉnh chu rất là đẹp, có thì hoa quả rồi các cái vật phẩm, đúng không ạ? Chính xác. Thì về cái nguyên tắc thờ tự ban thờ, thờ thì người ta cũng có thể thờ ba ông hoặc hai ông, thì tùy theo kích thước ban thờ lớn hay nhỏ. Nếu như cỡ 41 hoặc là 48 thì có thể thờ hai ông thôi sao cho đẹp. Cỡ 4 cỡ 56 hoặc cỡ 61 thì người ta sẽ thờ ba ông, thì bao gồm là thần tài, thổ địa và ông thần phát. Đấy là ba ông thờ bên trên, bên trong. Ngoài ra thì người ta cũng tính theo cái nguyên tắc về minh đường tụ thủy, tức là từ phía bên trong ban thờ mà nhìn ra phía bên ngoài thì nó phải có cái độ dốc mà nó đi xuống, để mà các cụ ngồi phía bên trong thì sẽ có cái ánh mắt nhìn bao quát ra phía bên ngoài được. Và cái không gian phía bên ngoài ban thờ nó phải thoáng đãng,
chứ không thể nhìn ra một nơi ô uế được. Nhưng gọi đấy là cái minh đường. Giống việc chúng ta bước mặt ra khỏi cửa, chúng ta nhìn ra không gian phía trước nhà chúng ta, đúng không? Nếu mà cứ tùm rồi là cây cối hoặc là bãi rác thì chắc chắn nó không có tốt rồi. Thì tương tự thế, cái việc bài trí bàn thờ thì phía bên trong nó phải cao và nó thấp dần ra phía bên ngoài. Như hình ảnh các cô chú chị nhìn thấy trên video đây thì nó là một trong những cái lối bàn thờ rất là tốt. Vậy còn một số các cái vật phẩm phong thủy thì sao ạ? Mình có thể đặt lên trên bàn thờ thần tài được hay không? Về cái vật phẩm pháp khí phong thủy thì tại sao chúng ta lại cần phải sử dụng pháp khí phong thủy và phong thủy thật là tốt, và nó cũng khác với đồ trang trí như thế nào? Thì tiện đây thì Đức Trung sẽ trao đổi các cô chú chị hiểu hơn cái việc mà chúng ta sẽ sử dụng những món vật phẩm phong thủy trên bàn thờ thần tài hay các cái vị nơi khác. Ngoài cái việc làm đẹp cho không gian và ấn tượng thêm cho không gian chúng ta, đúng không? Thì một vật phẩm phong thủy nó sẽ khác với lại cái món đồ trang trí thông qua 4 cái tiêu chí. Thứ nhất đó là chúng ta lựa chọn cái nguyên liệu chế tác cái vật phẩm đấy là phải tốt. Thì chúng ta có cái câu từ ngày xưa các cụ ứng dụng phong thủy rồi, người ta nói là nhất đá nhì đồng tam sành tứ gỗ, đúng không? Đấy là những cái nguyên liệu chính chốt trong cái việc ứng dụng phong thủy để tạo ra cái yếu tố năng lượng. Đã sử dụng vật phong thủy nó phải có năng lượng và cái năng lượng nó phải tốt. Thì những vật phẩm bằng đá thì nó vốn dĩ nó có cái năng lượng từ thiên nhiên, đất trời, con người tạo hóa rồi. Hay là những vật phẩm bằng đồng thì nó phải được nạp cốt, phải được khai quang điểm nhãn thì nó mới tốt được. Các vật phẩm khác nữa, chứ dĩ nhiên không bao giờ sử dụng những món vật phẩm bằng nhựa, bằng composite. Ví dụ chúng ta có thể thấy trên bàn thờ thần tài rất nhiều các anh chị đặt những món vật phẩm mà nó xanh đỏ tím vàng. Và em thấy là có nhiều gia chủ còn đặt những cái gọi là sao nhỉ, cốc nước các thứ bằng chất liệu nhựa đấy. Đúng rồi. Chúng ta không nên sử dụng những món vật phẩm bằng nhựa hoặc bằng composite. Các vật phẩm màu mè trông thì đẹp vậy thôi nhưng nó không có phát huy được năng lượng, nó không có phát huy công hiệu. Cái thứ hai đó là chúng ta thường sử dụng những món vật phẩm mà được cái quá trình đó là bao sái và tẩy uế. Thế nào là bao sái tẩy uế? Bao sái tẩy uế tức là cần phải được cái việc mà chúng ta rửa sạch cái vật phẩm đi bằng những cái nguyên liệu bằng dung dịch mà nó có cái khả năng tẩy uế rất là tốt, ví như rượu ngũ vị hương hoặc là rượu gừng. Tại vì rằng là chúng ta biết là món vật phẩm đấy có thể trong quá trình chúng ta chế tác lên hoặc trong quá trình chúng ta bày bán thì rất nhiều những cái bàn tay con người khác nhau chạm vào, và cái tâm niệm tâm ý mỗi người khác nhau, có người khen chê đẹp, có người khen chê xấu, có người bảo là trông thì như ma, có người thì lại thấy tôi đẹp, thì tự nhiên là những cái tâm ý nó bị lẫn tạp vào trong vật phẩm. Và nếu như không có được bao sái tẩy uế một cách thanh tịnh rồi thì đến tay gia chủ đặt để vào thì vật phẩm nó vẫn bị lẫn tạp niệm và nó không có tốt, nó không có phát huy công hiệu một cách tối đa. Cái thứ ba đó là vật phẩm đấy cần phải được quá trình nó là khai quang và điểm nhãn, khai quang điểm nhãn và nạp cốt nữa. Tại vì giống như cái việc kể cả tượng ông thần tài thổ địa hay linh vật như thế, Đức Trung vẫn ví nó là giống như con người chúng ta có hình hài tứ chi và có cái yếu tố về phần khí con người bên trong, khí phách khí chất mỗi người, đúng không? Đó, tư duy mỗi người khác nhau. Thì tương tự thế, linh vật hay là ông thần tài thổ địa phải có được nạp cốt vào phía bên trong. Đấy, bộ cốt thất bảo á, chúng ta phải nạp vào bên trong thì mới quy tụ được cái năng lượng của đất trời. Và cái việc chúng ta thờ tự thì nó dẫn truyền được cái ý niệm đấy lan tỏa với vũ trụ, đúng không? Người ta gọi đấy là tâm tưởng sự thành. Khi chúng ta mong muốn điều gì, chúng ta nói nhiều điều gì, chúng ta nghĩ nhiều điều gì thì điều đấy nó dễ dẫn đến với chúng ta. Nó hấp thụ. Và cái nguyên tắc thứ tư đó là cái việc mà chúng ta sẽ đặt đẻ theo đúng cái năm tháng ngày giờ và đúng cái vị trí. Còn nếu như về tùy tiện đặt đẻ thì nó không có đúng, thậm chí nó còn phản tác dụng. Phản tác dụng thì bốn nguyên tắc đấy gia chủ cần phải chú ý. Thì cơ bản trên bàn thờ thần tài chúng ta có thể lưu tâm sử dụng món vật phẩm như là long quy rồi thiềm thừ, đúng không ạ, hay là các loại tỳ hưu, hay là các cái món vật phẩm như là tụ bảo tài hay những cái sâu tiền hoa mai. Đó là những món vật phẩm chính xác, món vật phẩm dễ dàng ứng dụng và dễ dàng treo đặt. Đó, nhưng mà sử dụng đúng cái loại mà theo bốn nguyên tắc trên thì chắc chắn phải có sự tư vấn rất kỹ càng từ phía đơn vị chuyên gia. Đúng rồi. Thì quý vị và các bạn cũng có thể để lại những cái thông tin để cho đội ngũ chuyên gia từ phía phong thủy Tam Nguyên của chúng tôi được tư vấn một cách kỹ nhất và chính xác nhất ạ. Nói về các cái linh vật khi mà chúng ta đặt vật phẩm phong thủy lên trên bàn thờ thần tài, thì em có nhận được một số những cái thắc mắc từ phía các bạn khán giả gửi về cho chương trình. Đó là các bạn quan niệm rằng là buổi sáng chúng ta quay cái con cóc thiềm thừ ra và buổi chiều quay vào thì sẽ giúp để kích cầu tăng cái tài lộc hơn cho bàn thờ thần tài. Thì điều này có đúng không anh? Về cơ bản là cái quan điểm này thì nó phụ thuộc vào nhiều người khác nhau. Nhưng đối với phong thủy Tam Nguyên cũng như đối với Đức Trung trước giờ vẫn tư vấn các gia chủ thì điều này chúng ta không có ứng dụng. Tại vì chúng ta biết rằng cái tích của cóc thiềm thừ đó là muốn dĩ là một yêu tinh, linh vật yêu tinh, sau đó được Lưu Hải Tiên Ông thuần phục và truyền cho linh lực và nhả tiền đến các gia chủ. Thì như vậy rằng là cóc thiềm thừ vốn dĩ là luôn quay vào chầu vào trong nhà để mà nhả tiền.
Đấy, chứ không phải là cứ sáng nhảy ra tối nhảy vào thì không không biết là cụ đây là linh 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 vật hay là ăn xin hay là giúp việc cho nhà chúng ta nữa. Do vậy không có câu chuyện là sáng quay ra tối quay vào đâu. Cóc thiềm thừ thì luôn có cái việc nó quay vào để nhả tiền và giữ tiền cho gia chủ. Còn cái việc quay ra thì lại là nhiệm vụ của linh vật khác. Đó là linh vật Long Quy mà chúng ta vẫn nhắc đến là rùa đầu rồng ạ. Quay ra để mà hóa sát và để chiêu tài, nhe răng nanh ra để mà hóa sát kỵ tà cũng như đuổi các tà mang ác quỷ, cũng như là hình ảnh rùa đầu rồng là linh vật tượng trưng cho sự phú quý và quyền lực, chiêu thêm tài lộc và cắt khánh đến cho gia đình. Cóc thì nhả tiền vào, còn đâu quay ra thì là Long Quy. Nó có hai linh vật rõ ràng trách nhiệm và nhiệm vụ như vậy, chứ mấy ông cứ nhảy ra nhảy vào không được lộn xộn phân biệt đúng rồi. Như vậy là mỗi linh vật thì nó đều có một cái tác dụng riêng và cũng đều có những cái cách sử dụng và những cái lưu ý riêng, thì điều này quý vị và các bạn nên lưu tâm cũng như là nên tìm hiểu thật là kỹ trước khi mà chúng ta áp dụng, trước khi chúng ta sử dụng, để nó có thể phát huy tối đa công năng, đúng không ạ? Và để có thể có những cái thông tin chi tiết nhất thì quý vị và các bạn đừng quên để lại những thông tin họ tên, này, số điện thoại liên hệ và câu hỏi thắc mắc ở phía dưới phần comment để cho Phong Thủy Tam Nguyên có thể hỗ trợ một cách chính xác và nhanh nhất, hoặc là cũng có thể gọi về đường dây hotline của chúng tôi là 1900 2292 để được các trợ lý từ phía thầy Phong Thủy Tam Nguyên hỗ trợ nhanh nhất ạ. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi mà anh Đức Trung chia sẻ tới tất cả quý cô chú anh chị và các bạn có thể giúp chúng ta có thêm những thông tin, những kiến thức rất là hữu ích khi mà áp dụng phong thủy trong việc kích cầu tiền tài, tài lộc cho bàn thờ thần tài. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn nút yêu thích, đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông ngay bên cạnh để có thể nhận được những thông báo mới nhất của Phong Thủy Tam Nguyên khi mà chúng tôi ra những video tiếp theo về các chủ đề tiếp theo. Còn bây giờ thì anh Đức Trung cũng như là Diện Đào xin được gửi tới tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một lời cảm ơn vì đã theo dõi video, cũng như là xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin kính chào đến các cô chú anh chị, chào MC. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối an lành và mạnh mạnh khỏe.